Chuyện lạ, vài ngày qua thì người dân ở huyện An Phú, An Giang ùn ùn kéo đến nhà của ông Trần Văn Hổ, xã Quốc Thái để xem con gà độc nhất vô nhị với dáng vẻ kỳ quái. Một nửa diện mạo là gà trống và một nửa diện mạo là gà mái. Do có quá nhiều người hiếu kỳ đến nên chủ nhân của nó đành phải nhốt sau hè. Ai thân quen lắm thì mới cho vào xem. Thậm chí có người trả giá đến 6 triệu đồng mà ông Hồ vẫn chưa chịu bán. Ông Hồ cho biết con gà nở ra từ quả trứng to gấp đôi trứng gà ta bình thường. Hiện tại gà được 10 tháng tuổi và nặng 2,9 kg. Điều rất lạ là con gà này màu sắc chia làm hai. Một bên màu xanh đậm, lông dài dài dày như gà trống, và một bên là màu vàng bông như gà mái. Chân thì một bên màu xanh có cửa và một bên màu vàng nhạt không cửa. Trên gương mặt gà thì một bên đỏ và một bên trắng. Tích gà thì bên có bên không. Gần như con gà này là sự tích hợp của hai con gà, một trống một mái. Con gà này còn rất chảnh chọe, chỉ uống nước lọc và tắm nước sạch, gặp nước dơ là ngã bệnh ngay.